xin chào thưa thượng quan. Hôm nay thì Hải Phòng rất tiếc là đã có thất bại trước Thanh Hóa ấy. Thì em có nghĩ liệu có phải là cái thẻ đỏ của Tiến Dũng ấy, nó là cái bước ngoặt của trận đấu không dẫn đến cái kết quả này? Hôm nay cái kết quả trận đấu mà Hải Phòng không may bị cái thẻ đỏ như vậy thì cũng không ai mong muốn cả, nhưng mà đấy em nghĩ cũng không phải là một cái bước ngoặt gì đâu, nhưng mà chẳng qua là đến khi mà mình mất người rồi này nọ thì bên đội Thanh Hóa người ta đẩy lên áp đó, thì trên cây thì có áp lực, với lại cả đội còn có nhiều cái còn phải tập luyện thêm nhiều nữa. Trải qua 3 trận đấu rồi thì em thấy cái sự hòa nhập và đối chơi của huấn luyện viên Nghiêm cho đội trong một giải mới như thế nào, em thấy đã tốt chưa? Riêng bản thân của em thì ở đây tất cả anh em đều những câu lạc bộ khác tới là coi như là xây dựng một cái hành trình mới, một cái lối đá mới, nên nói về hòa nhập thì nói chung cũng đang dần bước đi hòa nhập thôi, chứ không phải là hòa nhập một cách tốt nhất. Thế còn vị trí của Châu Quang ấy, thì theo cảm nhận của em có thể tiết lộ vị trí sở trường của em? Thì vị trí sở trường của em thì em đã thiên về đá hộ công hơn, hoặc là đá sâu tiền đạo. Thế thì thấy anh Nghiệp ấy bố trí em đá lệch trái thì điều này có gây khó khăn gì cho em không? Đá tiền vệ biên thì trước em cũng đá rồi, nhưng mà thật sự về đây thì nói chung là tất cả mọi người anh em với nhau thì đều là những người mới hết, nên cái việc mà để hòa nhập một cái lối chơi của huấn luyện viên đưa ra thì để mà gọi mà ăn ý hoàn hảo với nhau thì nó chưa phải là tốt nhất, nhưng mà nếu mà mọi người đang dần tập với nhau thì dần dần sẽ hiểu ý nhau hơn.